Sáng nay, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên cơ quan đơn vị trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy được quán triệt các chuyên đề nghị quyết số 18 hội nghị Trung ương năm khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển và có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết. Qua hội nghị giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt cơ quan văn phòng tỉnh ủy nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các nghị quyết hội nghị Trung ương năm khóa 13. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đảm bảo thiết thực hiệu quả, đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ văn phòng tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng đã đề ra.